Nền âm nhạc hải ngoại suốt năm thập kỷ qua, nhiều mỹ nhân như Ngọc Lan, Kim Ngân, Như Quỳnh, Tâm Đoan đã để lại dấu ấn sâu đậm. Họ là những ngôi sao sáng, với sự nghiệp rực rỡ và tên tuổi vang xa. Tuy nhiên, giữa những cái tên ấy, có một bóng hồng bí ẩn đã từng làm say đắm lòng người rồi đột ngột biến mất, không để lại dấu vết. Đó chính là Thùy Dương. Tên thật của cô là Nguyễn Thùy Dương, sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, mảnh đất sương khói đã nuôi dưỡng nhiều danh ca lớn như Khánh Ly, Thanh Tuyền, Uyên Phương. Năm 1992, Thùy Dương đặt chân đến Mỹ, mang theo vẻ đẹp trời phú và giọng ca độc lạ. Chẳng bao lâu sau, cô lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất âm nhạc và nhanh chóng tỏa sáng. Chỉ sau một năm, Thùy Dương đã đứng trên sân khấu các chương trình âm nhạc lớn tại hải ngoại và chiếm trọn trái tim khán giả với ca khúc đầu tiên Một Mai Em Đi. Vẻ đẹp của cô được ví như những minh tinh Hồng Kông TVB năm xưa, với đôi mắt điệu buồn và bờ môi cong, khiến khán giả liên tưởng đến Vương Tổ Hiền. Vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết của Thùy Dương không cần tô đậm son phấn vẫn cuốn hút người xem. Sự trầm lắng trong nhan sắc của cô khiến những bản tình ca trầm mặc trở nên sâu lắng hơn. Vóc dáng mảnh mai, gầy gùa của Thùy Dương thổi thêm chất thi vị, lãng mạn vào mỗi màn biểu diễn. Cô hiếm khi cười, khuôn mặt lạnh lùng càng tăng thêm vẻ trầm mặc, sầu muộn và bí ẩn. Giọng hát của Thùy Dương cũng độc đáo không kém, với giọng nữ trung trầm mang nhiều chất thổ. Cô hát trầm và tự nhiên, xuống tới âm cữ của nữ trầm, ngang ngửa với danh ca thanh thúy. Phong cách hát nhẹ nhàng, chậm rãi và sâu lắng của Thùy Dương như một lời tự sự, dẫn dắt người nghe vào miền sương khói của cõi buồn mênh mang. Có lẽ, việc sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, mảnh đất cao nguyên lạnh và nhiều gió sương, đã in sâu vào giọng hát và phong cách trình diễn của cô một màu trầm mặc, từ tốn, liêu trai. Mặc dù phát âm của Thùy Dương có chút đớt, như bị ngắn lưỡi, nhưng nhiều người lại cho rằng đó là phong cách riêng của cô. Bù lại, cô xử lý ca khúc rất tốt, thể hiện được nhiều tâm sự. Ngay từ khi xuất hiện, Thùy Dương đã được nhiều khán giả ái mộ và muốn tìm hiểu về đời tư của cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gần như giấu hết mọi thông tin về bản thân, từ chối mọi cuộc phỏng vấn, talk show và hạn chế giao tiếp với khán giả cũng như đồng nghiệp. Thùy Dương ngừng hát vào đầu những năm 2000, ngay khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, khiến ai cũng bất ngờ và tức nuối. Sau đó, cô chỉ quay trở lại sân khấu một lần duy nhất vào năm 2007 với màn trình diễn ca khúc Bến Xuân rồi mất tích hẳn. Trước khi nghỉ hát, Thùy Dương đã để lại một số bài hát khá hay như Một Mai Em Đi, khúc Thụy Du, Mưa Tình Cuối Đông, Anh Chưa Thấy Mùa Xuân. Dù hiện tại, Thùy Dương vẫn được nhiều khán giả nhớ đến và tìm nghe, nhưng cô vẫn biệt tích, để lại nhiều dấu hỏi và sự tức nuối trong lòng người hâm mộ.